Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Thật sự tới ngày hôm nay tôi mới coi xong cái tập cuối cùng của cái bộ phim mà Trò chơi con mực. Thì những điều mà nó động lại cho tôi ở cái tập cuối là gì? Đó là khi mà cái người bày ra cái trò chơi chết chóc này, ông nói rằng cuộc đời ngắn lắm, có nhiều tiền hay ít tiền, rồi cũng không cảm thấy cuộc sống vui nữa. Cho nên đó là lý do mà ông tạo ra trò này. Bởi vì ông muốn tìm thấy cái niềm vui cuối cùng trước khi mà qua đời. Thì lúc đó cái anh chàng vai chính mới hỏi: "Bộ ông kiếm tiền dễ lắm à?" Thì ông mới đáp lại: "Cậu đã trải qua rồi. Cậu có thấy nó dễ không? Kiếm tiền mà phải đạp lên nhau, phải giết hại lẫn nhau." Và cái câu nói mà được nhắc đi nhắc lại giữa các nhân vật nhiều nhất của cái phim này đó là: làm sao tôi có thể tin anh. Vậy thì giữa một cái cuộc sống mà con người đấu tranh vì tiền bạc, cái lòng tin nó còn được bao nhiêu? Tôi nói thật với các bạn, có những người mà nhìn tôi bây giờ hỏi tôi biết gì về về tiền. Gần đây là có một cái vụ việc mà khá nổi ở trên những cái báo mạng, đó là cậu cả của gia tộc Sơn Kim Group là quen với lại cái cô người mẫu Chi Pu. Thì cái tin này lan truyền, người ta mới thắc mắc là cậu cả này là ai? Và nhiều bài viết nói rằng là xuất thân trong một gia đình, một tập đoàn ngàn tỷ. Để tôi cho các bạn coi hình cậu cả. Đây là cậu cả. Đây là người đã sáng lập ra tập đoàn Sơ Kim Group, anh Tuấn. Đây là ba mẹ tôi. Và đây rằng là mẹ của anh Tuấn, tức là bác ruột tôi. Và đương nhiên cái thằng ngồi bìa này là quá quen thuộc với các bạn rồi. Tôi xuất thân trong cái gia đình, cái dòng họ mà tập đoàn ngàn tỷ đó. Thì thậm chí có clip tôi cũng đã nói với các bạn, đây là người sáng lập ra là công ty dược Nanogen mà hiện giờ là các bạn đang mong chờ vaccine COVID của Việt Nam đó, anh Hồ Nhân đó. Người đứng kế bên anh Hồ Nhân là chị Vân, chị ruột của anh Tuấn, tức là chị họ của tôi. Thì tấm hình này là được chụp hôm Tết 2019. Đại gia đình. Thì cái view chụp này là của bên cái tòa nhà của bên Sơn Kim Group luôn. Không phải chỉ rằng là một hai người mà là dòng họ tôi chuyên về bất động sản. Cho nên những người mà còn lại ha, nếu mà có người ngàn tỷ thì những người còn lại chắc cũng trăm tỷ. Đó là cái mà dòng họ mà tôi lớn lên. Đến nỗi mà trước đây khi mà tôi không nhắc đến họ, chẳng ai biết cả. Và thậm chí rằng là khi mà tôi kể ra, tôi có một bạn thân mà tôi nói nó: "Mày có biết rằng là tao ở trong một cái dòng họ mà dòng họ tao là nằm trong top những dòng họ mà
coi như là lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc mà tôi nói ra điều này, tôi thấy trong ánh mắt nó cũng có cái sự mà ôi tàm phào, không đáng tin. Một cái thằng mà chạy chiếc xe rẻ tiền mà ngồi nói chuyện ngàn tỷ. Chính vì vậy mà tôi đã chứng kiến nhiều cái ở cuộc sống. Người ta nhìn nhau đánh giá nhau bằng cái bề ngoài. Khi mà tôi nói chẳng hạn với cả ông sếp mình, người mà từng tạo điều kiện rất nhiều cái thời giai đoạn tôi khó khăn, khi mà tôi nói với ông rằng bây giờ về gia đình, về những cái mà tôi đưa lên mạng, ông có bất ngờ không? Và tôi có cảm giác là tôi đã mất mất một người mà tôi đã từng quý. Có kẻ rằng là nghĩ rằng là tôi xạo, tôi nổ trong những cái câu chuyện của mình, bởi vì họ không tin. Họ không tin rằng là có một kẻ mà có cái điều kiện tốt hơn bao nhiêu người mà lại chấp nhận cái cuộc sống mà nó gọi là không gọi là tồi tàn, nhưng mà cũng chẳng có một cái điều gì mà nổi trội. Các bạn có biết một điều cũng giống như cái trò chơi con mực, những năm tháng mà tôi lăn lộn ở ngoài, các bạn nhớ rằng là tôi kể về trong cái clip trước về cái trung tâm SAS mà bây giờ nó đã gặp cái hậu quả. Các bạn thấy đó, nó khuyến khích rằng là người ta phải sống vì vật chất, nó khuyến khích cả nhân viên với giáo viên của nó là phải vì cái lợi nhuận. Thì chính vì vậy ở trong cái guồng xoáy đó, lúc đó tôi muốn có nhiều lớp hơn người ta, là tôi phải chứng minh, và thậm chí tôi gọi là cướp lớp của người ta. Chỉ cần mà giáo viên nào mà nghỉ là tôi nhảy vào. Mà khi tôi đã nhảy vào là thường á, là tôi sẽ lấy cảm tình của học viên và tôi sẽ lấy luôn cái lớp đó. Và có nghĩa rằng là giáo viên đó mất lớp. Đối với tôi lúc đó thì tôi gọi đó là sự công bằng. Tôi giỏi hơn thì tôi có quyền. Giống như cái trò chơi con mực này vậy. Người ác hơn, mạnh hơn, thông minh hơn thì sẽ sống sót, thậm chí có quyền đẩy người khác vào chỗ chết. Cho nên những gì mà tôi trải qua, tôi mới thấy một điều. Thứ nhất là tôi muốn biết được cái vị trí của mình ở đâu. Muốn biết được cái vị trí của mình thì phải để người ngoài đánh giá, chứ không phải người nhà mình, cũng không phải bạn bè mình đánh giá, mà là phải bước ra ngoài cho người ta đánh giá. Cái nữa, nói sao nhỉ? Có bạn chỉ tôi rằng là nên đầu tư vào đất đai. Không lẽ lúc đó tôi nói với các bạn, dòng họ tôi chuyên về bất động sản, và thậm chí rằng là ngoài nhà cửa mà hiện giờ có những cái tôi công khai trên mạng vẫn còn là những cái bất động sản khác của cha mẹ, mà cái vị trí tôi trong dòng họ, vị trí tôi nếu mà các bạn xét về tông ti trật tự thì vị trí tôi khá lớn. Ở trong gia đình thì tôi là con trai trưởng, ở trong dòng họ thì tôi là cháu đích tôn. Những cái điều đó nó có ý nghĩa gì với tôi không? Không. Chính vì vậy mà hiện giờ chị tôi,
em tôi, ba mẹ. Đó. Họ thân với dòng họ, còn tôi thì hầu như chẳng bao giờ tôi liên lạc với những người trong dòng họ. Ví dụ như khi nghe mà tin đồn ha, cậu cả của gia tộc Sơn Kim là quen cô người mẫu Chi Bu, con em tôi lập tức nó nhắn tin cho Hoàng Việt. Ủa, cháu quen đó à? Việt nó nói đâu có đâu. Hoàng Việt là cháu. Hồi nhỏ có những tháng hè ha, khi mà lúc đó tôi thích xuống là ông chơi, cho nên rằng là nó cũng ở nhà, thì thường là lúc đó nó chơi với tôi và một ông chú nữa. Mà bây giờ nó lớn, nó cao khoảng 1m9, nó nặng hơn cả 100 kg. Hồi xưa nó gọi là, nó không gọi là ngỗ nghịch, nhưng mà nó gọi là, tôi nhìn nó là công tử. Còn bây giờ nó nói chuyện lễ phép. Con em nó, à, Khánh Linh, đẹp và nói tiếng Anh phải nói rất hay. Cho nên tôi cũng mừng rằng anh Tuấn có hai đứa con. Được. Thì chính vì những cái mà tôi gọi là sao nhỉ? Tôi không muốn là những cái điều đó nó có quá cái ý nghĩa với mình. Hay là tôi bước ra ngoài, người ta gọi là thấy sang bắt hoàng làm họ, hay là lợi dụng vào những cái đó để mà thăng tiến. Vì vậy mà nhiều khi tôi nói với các bạn là nếu mà tôi muốn tiến, tôi có nhiều đường để tiến, mà tại tôi không thích. Cho nên khi mà nói như vậy, nhiều người nói ui thằng nổ không có gì, thường mấy thằng không có gì ha, thì nó hay nói ngon. Cho nên có những cái mà khi mà đưa ra, thiệt sự ra tôi cũng không thoải mái cho lắm. Nhưng mà nếu mà mình không nói ra thì người ta nghĩ mình nổ thiệt chứ không phải không? Cũng giống như là khi mà tôi nhìn cái nét mặt của bạn tôi lúc tôi nói, nó cũng chẳng thèm muốn nghe. Nhưng tới khi mà có vẻ như nó tin, tự nhiên nó đọc tin rồi sau đó nó gửi tôi, ê thằng cháu không nè. Nói ờ đúng rồi. Tới bây giờ nó mới tin sao? Đợi báo đăng rồi báo viết, rồi báo phanh phui ra là à, gia tộc có bao nhiêu ngàn tỷ, thì lúc này nó mới hết hồn. Nó nói trời ơi, gia tộc ngàn tỷ hả? Có những cái tôi nói nó rồi mà lúc đó nó không có tin. Mà nhiều người cũng vậy nữa. Chẳng hạn như khi ngồi tôi, họ thích khoe là họ giàu này, họ giàu chỗ kia ha. Còn bản thân tôi thì tôi thấy, thí dụ như rằng là bộ sưu tập mà xe hơi của mấy người trong dòng họ nè, thì đối với tôi bà thì nhiều khi tôi nhìn những chiếc xe sang thì tôi chỉ biết chiếc này đẹp, chiếc kia đẹp. Chứ còn nếu gọi là coi như là cái xe mà gọi là xe tiền tỷ mà đáng ngưỡng mộ hay của dân chơi thì nói thẳng ra tôi không không rành. Và tôi không quan tâm chứ không có gì hết. Đó. Cho nên từ đò nhỏ tới lớn là tôi không muốn đếm xỉa tới rằng là à căn nhà nó bao nhiêu tiền, miếng đất này bao nhiêu tiền. Khi mà tôi bước qua nhà của người người họ hàng tôi chơi như vậy, tôi chỉ biết rằng là nó to, nó đẹp. Chứ còn là tôi không quan tâm là giá trị của nó là bao nhiêu. Mãi tới sau này là tôi mới biết nó không có rẻ. Đó. Thì mãi tới sau này, tức là trong vòng có khoảng chừng 2-3 năm gần đây là tôi mới để ý, tôi mới biết. Chứ còn trước đó là hoàn toàn tôi không quan tâm. Thì tại sao tôi nói với các bạn những điều này? Khi mà tôi nhìn xung quanh, tôi thấy những con người mà thăng tiến bằng cách lợi dụng các mối quan hệ. Thậm chí rằng là các bạn thấy không? Mượn tiền cũng dựa vào cái quan hệ, cũng dựa vào cái tín dụng và cái tình nghĩa của người ta để mà lừa gạt.
Thì lúc đó tôi nghĩ rằng tại sao đồng tiền của mấy người lại to tới như vậy? Và chính vì vậy mà những người mà tôi ghét thì tôi càng lại không muốn giống như họ. Đó. Cho nên tôi ghét, tại sao tôi ghét bọn cò đất? Tại sao tôi ghét cái bọn mà cho vay? Tại sao tôi ghét cái bọn mà đi vay nợ? Tại sao tôi ghét cái bọn mà tối ngày mà cứ phải bám víu vào các mối quan hệ? Tại sao tôi ghét là những đứa con gái mà tham tiền phải quen đại gia? À. Rồi tại sao tôi ghét những thằng công tử à, hở tí rằng là dựa vào gia đình nhưng lúc nào cũng oang oang lên làm à, tao giỏi tao tự lập. Tự lập thì đừng bao giờ làm cho gia đình. Vậy mới là tự lập. Còn giỏi à, tôi nói thiệt, bản thân tôi khi tôi nói rằng là tôi muốn bảo vệ gia đình, chẳng hạn như rằng bây giờ mà có cướp vô nhà, mình muốn chống trả thì mình phải có sức mà chống, mà muốn có sức thì mình phải tập luyện. Giống như rằng là ông Lý Gia Thành nói với lại một cái người gia nhân của mình: anh có trí thì anh mới có tầm, mà khi anh có tầm rồi thì anh mới có tiền. Vậy thì mỗi ngày anh phải làm cho anh tiến bộ vượt bậc. Đó, để anh nâng cái tầm anh lên. Thì cái tầm anh lên thì anh mới có tiền. Và đó là lý do mà công việc của tôi là cái công việc mà nó phải bồi đắp cái kiến thức hàng ngày. Nó phải củng cố liên tục. Tại sao tôi biết về nhiều thứ? Tại vì tôi buộc phải phải cần như vậy cho cái công việc. Rồi về sức khỏe cũng vậy. Cho dù tôi có làm việc cho tới khuya thì 12 giờ đêm tôi vẫn phải đi tập. Mà đương nhiên tập xong rồi thì đâu có ngủ được liền. Thế là mình phải thức tới lại 1-2 giờ sáng. Vậy thì muốn mà hơn người, muốn mà khô máu với người ta thì mình cũng phải có cái mà khô. Chứ bây giờ mình là một cái đứa mà bệ rạc à, thằng thì gầy nhom, thằng thì mập chảy mỡ, mà đòi khô máu với ai? Đó, có cái mồm. Cho nên trong cuộc sống tôi thấy cái mồm nó nhiều quá à, xung quanh tôi nhìn, nào là lên báo, lên mạng à, đại gia này, đại gia kia. Nhưng cái xuất thân của cái số tiền của mấy người nó nằm ở đâu thì không bao giờ báo nào biết. Và khi tôi đọc những cái bình luận mà của những cái tên mà nhảy vào, chẳng quen chẳng biết gì nhau, nhưng mà nói như đúng rồi, giống như bà Phương Hằng, bao nhiêu người là biết về thực tế về bả, hay cũng chỉ biết những cái trên mạng về bả, mà cô Hằng ơi cô Hằng à, rồi thân, rồi thân mến như là mẹ mình à. Đâu có biết gì đâu. Người ta khoe cục kim cương thì biết người ta giàu. Nhưng mà bằng bằng sau đó là người ta có rửa tiền hay không, không biết. Người ta có mắc nợ hay không, không biết. Vậy mà cũng cứ cắm đầu đi ngưỡng mộ. Cô Hằng ơi, cô Hằng à. Thì khi mà tôi đọc những cái như vậy quá nhiều thì tôi mới cảm thấy rằng là cái thế giới này, đúng nghĩa tôi cũng muốn hỏi cái câu giống như là những người tham gia mà trò chơi à, xui kèn, làm sao tôi có thể tin được anh? Và đó lý do mà những cái video tôi làm ra càng ngày càng có những người là không coi, bởi vì họ không đánh giá được cái người đang nói với họ là ở cái mức độ nào. À. Bao nhiêu người rằng là nghĩ tôi nổ, có không có à. Và đó lý do mà nhiều khi tôi nhìn những con người mà tôi ngứa mắt. Ừ. Nhưng mà giờ sao? Thôi thì không muốn nhìn. Ừ. Có những người mà khi mà tôi đọc một số cái bình luận trên mạng, tôi muốn coi coi ngoài đời nó là ai. À, ngoài đời nó làm gì? Có đứa chia sẻ điên khùng về cô Hằng, tôi cũng muốn coi cuộc đời của nó thành công được bao nhiêu, bản lĩnh được bao nhiêu.
Hay là cũng là những thằng nịnh bợ người khác để mà kiếm được cái lợi lộc. Cũng là những thằng mà luồn cúi rồi thậm chí là lo lót đầu này đầu nọ. Ha. Lúc nào cũng phải cầm phong bì nhét chỗ này nhét chỗ kia. Rồi sau đó rằng là dạy khôn tôi kiếm tiền. Hôm bữa tôi đọc được một cái câu chuyện. Trứng gà, ha, củ cải và cà phê. Thì có một lần, người thầy dắt những đứa học trò sau khi ăn cơm xong thì là ông mới bỏ là ba thứ củ cải, cà phê và trứng gà vào một cái nồi nước sôi. Sau đó khoảng 10 phút, ông mở nắp ra và ông nói các học trò ông nhìn vào là chúng nó thấy gì. Thì lúc này chúng nó thấy củ cải đã rụt ra, trứng thì đã chín, còn cà phê thì mất tiêu, chỉ còn lại một cái nước màu đen. Thì lúc này người thầy mới nói: củ cải bình thường cứng, nhưng khi gặp nước sôi thì nước sôi nó chính là áp lực cuộc sống của các con phải đối mặt. Cho nên củ cải bình thường nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng khi gặp nước sôi thì mềm nhũn ra. Còn trứng gà bình thường mỏng manh và dễ vỡ, nhưng càng sôi thì càng trở nên sắc lại, cứng hơn. Còn cà phê nó biến mất và nó hòa tan, nó tạo thành một cái màu mới và một cái mùi mới. Thế thì trong cuộc sống, các con có quyền lựa chọn các con là ai. Muốn làm củ cải, muốn làm trứng hay muốn làm cà phê? Nhiều khi tôi nói khó có thể mà hình dung được bản thân mình. Cà phê nó hòa tan với nước, để rồi nó có một cái hương vị mới, một cái mùi thơm mới. Thì có những người mà khi mà tôi coi phim, nhất là cái bộ phim mà Trạng Sư, tôi thấy sao có những người hay quá, họ khéo léo quá, họ không cần dùng sức mạnh, họ dùng cái ngôn từ, thậm chí rằng là họ vẫn có thể cười cợt với một cái tên tham quan, nhưng rồi sau đó là họ tìm cách để trừng trị tên tham quan. Họ không giống như bản thân tôi là ngứa mắt là lộ thái độ liền. Cho nên khi tôi nhìn những người mà giống như cà phê, họ có thể thay chuyển liên coi như là cái tình huống mà một cách linh hoạt. Còn mình giống như trứng gà, càng sôi thì càng cứng. Còn những tên mà như hồi nãy tôi nói, những tên củ cải thì thôi miễn bàn. Cho nên cà phê đối với tôi trong cuộc sống này, những người giống cà phê hiếm lắm. Những người mà như là quả trứng, tôi nghĩ là ít hơn. Còn những người mà là củ cải thì đầy nhóc trong xã hội. Những kẻ mà ra vẻ mình cứng lắm, ra vẻ mình ngầu lắm, ra vẻ mình chính nghĩa lắm, nhưng cuối cùng khi gặp áp lực cuộc sống, mềm rụt lại. Và đó lý do mà tôi không muốn trở thành những củ cải như thế này. Tôi muốn bản thân mình phải được rèn giũa qua một cái môi trường. Cho nên tôi đưa bản thân mình vào cái thế khó khăn. Và tôi cảm thấy tôi coi thường những cái thằng củ cải, những cái thằng cứ ra vẻ cứng mồm, cứng miệng. Nhưng mà đá đít nó ra đường thì nó là những thằng chết nhát. Đá đít ra đường nó cũng chẳng xin được việc. Đó. Nó sống bằng cái hỗ trợ của người khác và nó nghĩ nó giỏi. Nhìn mấy này nó chán quá. Nha. Thì ngay cả khi mà vô tình tôi gặp được một cái đọc được một cái bình luận
Thì sếp tôi ông viết cái bài này: dạy học trò, hai đứa học trò ở bên Canada. Thì dạy IELTS cho hai đứa học trò, thì ông có hỏi là hai đứa có muốn về lại Việt Nam không? Thì tụi nó mới nói rằng không, tụi nó thích con người, thích khí hậu, thích giao thông, cho nên bây giờ quay về Việt Nam chơi thì được, chứ còn ở luôn thì không. Lúc mà tôi đọc được cái dòng này, tôi thấy rằng là những người xa xứ đa phần họ yêu cái đất nước mà văn minh lịch sự. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ một điều, thế thì tại sao mà hầu hết dòng họ tôi, họ thừa sức là họ nói thẳng ra họ muốn đi Mỹ, họ muốn có quốc tịch, họ làm cái một, họ muốn đi theo dạng mà bảo lãnh cũng được, họ muốn đi theo dạng kết hôn giả càng thừa sức, họ muốn đi theo dạng đầu tư chẳng gặp vấn đề. Nhưng mà tại sao họ lại không có qua Mỹ hết mà họ đi đi về về họ chơi? Ngay cả cậu cả Hoàng Việt học ở bên Mỹ xong rồi về đây, bây giờ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Đó. Thì khi mà tôi nói chuyện với con em tôi thì thân với lại là bên dòng họ, nhất là mấy đứa này, thì tôi mới hỏi: ủa sao nó không ở bên Mỹ luôn, nó về đây chi cha? Cái thằng em nó cười há há: trời đất ơi, nó muốn đi thì hả, có khó gì đâu, về đây nó vui hơn. Và hiện giờ là về đây nó đang tiếp quản mảng kinh doanh của gia đình. Thì tôi mới thấy rằng một điều, những người mà xa xứ giống như sếp tôi hay là hai ông nội nhỏ học trò, tôi nghĩ chắc là họ sống ở Việt Nam, ở cái khu vực phức tạp. Chẳng hạn như là sếp tôi thì ông ở bên là khúc Hóc Môn, trung tâm thì ở bên quận 11, cho nên rằng hàng ngày ông phải lái xe cả 2 tiếng đồng hồ, qua kẹt xe rồi này kia, rồi ông sống trong một cái hẻm nhỏ mà mưa xuống nó ngập. Thì những người mà hiện giờ đang sống ở Bình Chánh, đang sống ở những khu vực như là Nhà Bè vân vân, hay là Hóc Môn, thì nếu như mà các bạn mỗi lần mà mùa mưa đến mà gọi là phải bơi xuồng đi á, thì đương nhiên rằng là mình thấy ở nước ngoài mọi thứ nó đẹp hơn nhiều. Mình sống ở một cái khu vực mà kẹt xe giống như rằng là khúc bên Cộng Hòa hay là khúc cái gọi là ngã tư An Sương, thì những người nào mà nhà ngay đó thì thấy cái việc mà mỗi giờ giờ tan tầm, giờ cao điểm là cực hình. Nhiều khi cái nhà trước mặt chứ vô mới được, kẹt xe. Thì những người đó là chỉ biết ngán ngẩm cái đất nước mình. Nhưng mà những người sống ở quận nhất, những người sống ở Phú Mỹ Hưng, hay là những người sống ở cái khu vực mà tôi sống bây giờ, thì họ thấy Việt Nam đâu đến nỗi đâu. Cũng ổn mà. Mưa nó ngập ở đâu chứ nó đâu ngập chỗ mình. Kẹt xe nó kẹt ở đâu chứ nó không có kẹt ở chỗ gần nhà mình. Còn nói về tiện nghi, trường học trước mặt, cấp 1, cấp 2, cấp 3 quanh nhà, công viên cách đi cách nhà tôi mấy bước luôn, bệnh viện cũng cách đó cũng khoảng chừng mấy chục mét có hết, chợ búa ê hề, siêu thị thoải mái, đồ ăn đồ uống quán xá xung quanh nhà tôi không thiếu cái gì. Thì lúc này tôi nói: ủa rồi thí dụ như mình đi nước ngoài mình ở rồi mình muốn ăn cái món này rồi mình kiếm được không, hay là mình ở mấy cái chỗ mà vùng quê á nó hẻo lánh á, nhà này cách nhà kia. Tôi dạy một cái bạn ở bên Mỹ, bạn nói ít khi nào tiếp xúc với hàng xóm lắm, tại nhà này cách nhà kia khá xa, đi làm việc xong rồi về nhà. Thì chính vì vậy mà tôi nghĩ những người ở nước ngoài toàn là chụp hình cây cối, khung cảnh đồng quê thiên nhiên, thì đương nhiên rằng đối với một người mà sống ở cái khu vực mà tôi nói các bạn nãy bát nháo, thì họ sẽ thấy cái cuộc sống bình yên đó là vui. Còn đối với những người mà bản thân như tôi đi, kêu tôi về cái xứ đó tôi chơi thì được, tôi ở lâu tôi chán chết luôn á. Trong khi rằng là xung quanh mình, tôi muốn hẹn hai đi uống cà phê, gọi cái quán xung quanh, tôi muốn ăn tôi đi bộ tôi lết mấy bước là tới.
Thì chính vậy mà tùy các bạn. Nhưng mà đa phần tôi thấy những người mà quá ca ngợi cái nước ngoài là những người này ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là họ khá khổ. Cái cuộc sống của họ, họ phải đấu tranh với cuộc sống của họ khá là vất vả. Thì họ sẽ thấy đất nước mình nó tồi tệ. Bao nhiêu thứ mà tệ nạn này kia đọc trên mạng, trên sách, trên báo. Rồi sau đó họ thấy đáng sợ. Ông sếp tôi cũng vậy, ngày nào ông cũng lái xe về. Cái khu vực của ông là xì ke nhiều. Ngày nào ông thấy tệ nạn. Ngày nào cũng thấy là kim tim ống chích. Còn đối với lại con đường bên tôi, nó có cướp giật chứ không phải không, nhưng nó không nhiều. Chính vậy rằng là phải nói nhiều khi mà mình nghe cái tiếng có tiếng cướp chăng nữa thì cũng ít lắm. Còn ở bên Tân Phú mà tôi đi làm ở bên đó rồi, nó cướp hoài, nó giật đồ hoài. Thì những người nào mà sống ở cái con đường bên đó thì sẽ thấy nước mình là tệ nạn. Đó. Thì nhiều khi tôi nghĩ rằng một điều, bây giờ nếu mà họ muốn mua nhà ở những cái khu vực mà trung tâm, họ muốn như mua nhà ở quận nhất, quận 7, hay là họ muốn mua nhà ở bên khu vực tôi sống, họ có đủ tiền không? Nói thiệt chứ họ có đủ tiền không? Bây giờ mua căn nhà mà mấy tỷ, chứ còn bây giờ mua căn nhà mấy chục tỷ, làm sao đạo ra tiền? Thôi thì ra nước ngoài mua một cái căn nhà nó rẻ rẻ đó, rồi ráng cày cuốc mấy chục năm thì có được cái nhà tương khang trang, có được cái xe hơi. Tại vì bên nước ngoài người ta cho trả góp, người ta hỗ trợ, cho nên chỉ cần mình siêng thôi mình hy sinh đời mình đi là đời con có cái nhà. Chứ còn bây giờ ở Việt Nam mình muốn mua được cái nhà ở cái chỗ mà đáng sống thì nhiều khi cày cho tới đời cháu cũng chưa chắc mà có được. Thôi đi nước ngoài đi, ca ngợi nước ngoài. Thì tôi nói những câu này không phải rằng là tôi chê bai gì, mà chính vì tôi nói cái cuộc sống ở bên đó cũng đáng sống. Nước ngoài nước văn minh, tôi vẫn muốn con mình qua đó để tiếp nhận. Nhưng mà đến mức mà ca ngợi và muốn bỏ cái xứ mà đi thì tôi sẽ suy nghĩ lại cái cuộc sống mà của họ ở đây. Đó. Thì bản thân tôi nghĩ rằng một điều, nước nào xứ nào nó cũng có cái khắc nghiệt và cái thuận lợi. Nếu mà nói bên Canada bình thường nó đẹp nó đáng sống, vậy thì tới những lúc mà mùa đông nó kéo dài mấy tháng, tuyết dày đặc lạnh âm độ, thì những lúc đó có còn đáng sống không? Những lúc đó mà con muốn gọi món gà rán cũng có ai giao gà rán đến cho mình không? Hay là lúc đó ngày nào cũng được chạy ra đường vo tuyết ra ném nhau giống trong phim, ném nhau 1 năm 2 năm hay mấy chục năm còn ném tuyết, rồi thấy mùa đông nó thật là đáng yêu. Hay là muốn sống ở một cái quốc gia mà nó có cái khí hậu nó dễ chịu hơn đó, nó không quá nóng, nó cũng chẳng quá lạnh. Thì suy nghĩ là như vậy. Cho nên cái cuộc sống đúng nghĩa là đúng là nó quay quanh ba cái câu: củ cải, trứng gà, cà phê. Những người mà tạo nên cái cuộc sống cho mình là những người đó, là trứng gà và hạt cà phê. Sếp tôi ông chẳng nói thẳng ra, ông vẫn nói rằng là sống bên kia tốt, nhưng ông vẫn có thể là bỏ hết để mà về Việt Nam, chẳng mất gì cả. Thì những người nào mà tạo dựng được cái cuộc sống của mình thì đối với họ thả họ đi đâu cũng là đáng sống cả. Đó. Và những người mà có thể làm ra được của cải để nuôi sống bản thân và gia đình thì họ cảm thấy rằng cái áp lực mà cuộc sống cho họ nó không phải ở cái mảng mà phải bon chen để đấu đá nhau, không phải để dẫm đạp lên nhau, mà cái áp lực cuộc sống là làm sao để cho bản thân họ mạnh lên, làm sao mà để cho họ vượt trội lên,
thì chỉ có khi vượt trội thì họ mới kiếm được cái thu nhập cao hơn người khác. Thì cái áp lực đó là cái áp lực dành cho bản thân mình, chứ không phải cái áp lực mà vì cái người khác làm cho mình. Tại sao tôi phải làm mà sau đó tôi phải chịu đựng một thằng sếp mà cà chớn? Tại sao tôi phải chịu đựng một cái nơi mà có những cái đồng nghiệp mà tối ngày nó đấu đá nhau? Tụi mày thích thì tụi mày ở lại nó đá với nhau đi, còn tao ngứa mắt quá, bây giờ thôi xin bye bye, tao đi chỗ khác tao kiếm việc. Tao còn đi xin việc được, tao còn năng lực, tao đi xin việc được, thì mắc gì tao phải ở lại tao chịu đựng tụi bay? Còn tụi bay phải ở lại là tụi bay đi không được, cho nên tụi bay mới phải chịu đựng. Và lúc này là để bảo vệ bản thân, tụi bay phải gom nhau lại sống bầy đàn và đấu đá với nhau, nịnh người này nịnh người kia. Cho nên đối với những người như bản thân tôi cũng vậy, hả? Áp lực nó không phải đến từ cuộc sống. Ok, tôi không thích, tao đi nha, vậy thôi. Nhưng mà cũng có một điều mà tôi nói các bạn, chính vì là cái vị thế về gia đình, cho nên nhiều khi ở những người mà như bản thân tôi vẫn chưa gọi rằng là nghèo hoàn toàn. Vì chính vì vậy mà nếu mà tôi cần hỗ trợ, gia đình vẫn hỗ trợ được. Đó. Vậy thì cái lúc mà tôi phải đưa bản thân mình vào cái thế mà không ai hỗ trợ được, thậm chí rằng là hết tiền là phải múi mặt đi mượn tiền, à, không nói cho gia đình biết đó, phải múi mặt đi mượn tiền, thì tôi mới hiểu được, à, cái vất vả nó như thế nào. Cái xe mà đến nỗi mà mình không có tiền đổ xăng, mà mình thấy xăng nó xuống mà mình móc trong túi mình ra còn 20 ngàn đó, thậm chí mình đổ 10 ngàn mình không dám đổ hết tiền. Rồi có những lúc mà trong thẻ chỉ còn có 50 mấy ngàn, à, đó, tức là ngoài khoảng chừng hơn 100 ngàn, thì 50 mấy ngàn là cái tiền để mà cố định trong thẻ, người ta không có cho rút. Thì nhiều khi mình rút được 50 ngàn cuối cùng, và thậm chí lúc mà mình đút cái thẻ tín dụng vô, mình sợ nó còn không ra tiền nữa, tại cái chỗ đó mà không có tờ 50 ngàn là mình rút không được tiền, mình phải đi cây khác. Có những lúc như vậy thì tôi mới thấy được là cái giá trị của cái sức lao động, giá trị của cái đồng tiền. Cho nên có một cái thời gian mà tôi không dám xài tiền, tôi có là tôi phải cất, tôi có là tôi phải cất, chứ không giống như rằng một số năm gần đây là tôi cho phép mình là mua đồ, mua sắm, tiêu hoang. Còn trước kia là tôi còn keo nữa, và chính vì cái keo nữa đó mà nhiều người nhìn vào đánh giá tôi là nghèo, ha, đánh giá, đánh giá luôn á. Và chính vì vậy mà tôi thấy những gì mà tôi trải qua, tôi thấy được nhiều thứ lắm, ha, tôi thấy được cái cách mà người ta nhìn nhận về mình giỏi mình dở người ta không cần biết, người ta nhìn vào cái quần cái áo mình mặc, người ta nhìn vào là cái xe mình chạy, mình kể chuyện thật cho nó cũng chẳng tin. Cho nên rằng là tại sao mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ ông nói, tại sao ông ta bỏ tiền tỷ ra để mua cái xe hơi? Tại vì đơn giản thôi, ông ta cho dù có ăn mặc giản dị, đi dép vải, đi đôi giày vải, nhưng khi ông ta muốn nói chuyện làm giàu cho thằng khác thì mình phải giàu mình mới nói chuyện nó mới nghe. Thôi bỏ tiền mua cái xe hơi đi, vậy thì mua cái xe hơi để cho tụi bay thấy tao giàu thì tao nói chuyện tụi bay mới nghe. Chứ còn bây giờ tao không có cái gì trong tay, tao có dạy đúng cho tụi mày chăng nữa, tụi mày vẫn đi ngưỡng mộ mấy thằng giàu. Cho dù là nó giàu bẩn chăng nữa, tụi mày vẫn ngưỡng mộ. À, Huấn Hoa Hồng nói mày là như là thánh chỉ vậy đó. À, Phương Hằng nói mày như là chân lý. Tại vì người ta giàu. Đó. Cho nên Đặng Lê Nguyên Vũ nói câu đó cũng đúng. Ừ. Thì chính vì vậy khi mà tôi thay đổi, nếu trước đây tôi nói tôi không đủ tiền để mua điện thoại, chám có người tin. Còn bây giờ tôi nói tôi không đủ tiền mà mua điện thoại, hay là ai đó mà nói tôi rằng tôi không đủ tiền mua điện thoại thì rất nhiều người không tin. Nó hài hước ở chỗ đó. Thôi,
cái hài của cái cuộc sống này nó tới đây thôi. Cho nên nhiều khi tôi cũng chẳng cần rằng là người ta vô cái kênh mình, cứ ra ngoài sống rồi sau đó rằng là tung hê lẫn nhau rồi ra vẻ với nhau. Nhiều khi tôi nhìn tôi ngứa mắt đó. Có những đứa chỉ vô mặt mày hơn ai mày bạc tôi nói, cũng lúc những lúc đó trong bụng tôi nói ủa vậy chứ mày hơn ai. Có những lúc tôi suy nghĩ vậy. Cho nên bây giờ thôi, việc ai nấy làm, cuộc sống thì tôi vẫn phải kiếm sống nè. Ha. Ngày mai, sáng mai là bên trung tâm tôi dạy, là người ta ghi hình, người ta tham gia giống như người ta dự giờ đó. Đó. Cho nên tôi phải chuẩn bị thật tốt. Nè. Thì bây giờ là xong cái video này là tôi phải ngồi làm việc nè. Đó. Cho nên mình kiếm đồng tiền, ok, vất vả, cực hơn người ta, nhưng ít ra không nịnh đứa nào. Không phải rằng là dựa dẫm ai, không phải bán thân à, không phải bán thân. Tiền của mình kiếm mình mua sắm, ok, vậy vui rồi đó. Cảm ơn, hẹn gặp lại.